Tiếp theo tô hình Đức Phật chibi thì cũng không khó, rất là dễ thôi. Mình bắt đầu từ khuôn mặt, là từ đôi mắt trước. Mình dùng màu xanh đen hoặc màu đen cũng được, tùy các bạn. Thông thường mình dùng màu xanh đen. Rồi. Lông mày rất nhẹ thôi, rất thoáng cho có. Đó. Tiếp theo là cái miệng. Cái miệng thì dùng màu đỏ hồng. Mắt cô thì là 511 hoặc 512. Màu da thì mình dùng màu 517. Cái này trong hộp màu 72 màu thì nó có. Vâng, bạn thay bằng cái màu da bình thường cũng được, đây màu 517. Tô màu da. Viền theo bầu má. Hai bên thái dương thì tô đậm hơn nhé, còn ở giữa vùng chữ T này, trán và mũi vân vân thì tô nhạt hơn vì phần đó bắt sáng, thì sẽ tạo cho khuôn mặt cái cảm giác là sáng sủa. Tiếp theo má hồng, cho dễ thương thì mình dùng màu 511 hoặc 512, rất là nhẹ thôi, xoáy tròn tạo má hồng cho có vẻ dễ thương đáng yêu. Rồi. Tiếp theo phần tay, tay này đang là tay trần thì cũng tô màu da vào. Vẽ chibi thì dễ hơn vẽ tỷ lệ kích thước chư Phật Bồ Tát theo tỷ lệ thật, dễ hơn nhiều. Các chi tiết cũng không cần quá trau chuốt, chỉ cần nổi bật lên cái gì đấy đáng yêu, dễ thương là được. Chứ không có nhiều quy tắc, quy củ. Giống như là vẽ người thật chưa. Mà vẽ chibi thì rất là nhanh. À, đây là ngón chân này, và bàn chân thò ra. Rồi, tới tất là những cái phần nào mà có da thì đều tô. Rồi. Phần y thì rất dễ, dùng 3 màu. Màu vàng nâu theo những cái nếp nếp gấp của áo này. Chút thôi đấy, để chừa xong sau đó cũng sẽ nối các màu khác vào. Tiếp theo là dùng màu vàng tươi hơn, nối tiếp vào những cái nếp này và để chừa ra một khoảng cuối cùng để cho màu vàng nhạt nhất để tạo cái độ bắt sáng của y. Chúng tôi tô đè lên. Cuối cùng là tô màu vàng sáng nhất. Tô hết phần còn lại. Đó, thì nó sẽ có cái độ đậm nhạt sáng tối rất là đẹp. Cuối cùng là dặm lại những cái nếp gấp này bằng cái màu nâu. Nâu đậm. Để cho tạo chiều sâu. Rất là nhẹ thôi. Rồi, bức tranh chibi Phật với hào quang phát sáng trên tảnh à. Như vậy là đã xong rồi. Ha ha ha,